Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin về dự báo giá hồ tiêu tuần tới từ ngày 8 tháng 3 tới ngày 13 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, theo dự đoán, giá tiêu tiếp tục đi lên nhờ nguồn cung đang giảm mạnh, trong khi nhu cầu và xuất khẩu sẽ thuận lợi trong tuần tới. Trong tuần này, giá hồ tiêu trong nước đã tăng từ 1.000 tới 3.000 đồng trên 1 kg ở các khu vực trồng tiêu trọng điểm trong nước. Tính đến cuối tuần, giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chạm mốc 60.000 đồng trên 1 kg. Ở các địa phương còn lại, theo bản tin cập nhật sáng nay của chúng tôi, giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và tỉnh Gia Lai cũng tăng thêm 500 đồng trên 1 kg. Hiện tại, mức giá hồ tiêu trong nước đang được thu mua trong khoảng từ 57.500 tới 60.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, sau khi bị cuốn vào cuộc đua gom hàng, các giới đầu cơ đã chung sức mua xuống để đánh giá lại tình hình. Các đại lý và công ty xuất khẩu cũng đang có động thái ghìm giá. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, hướng tăng của giá tiêu vẫn còn rộng mở bởi nguồn cung trong nước cho thấy ngày càng giảm. Theo báo Đắk Lắk, những ngày này, nông dân huyện Cư Mơ Ga bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2021. Mặc dù giá hồ tiêu cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng nhiều người kém vui vì năng suất tiêu đạt thấp, giá thuê nhân công thu hái cao. Dịch bệnh trên cây hồ tiêu vẫn đang xảy ra nên lợi nhuận không đáng kể. Những năm trước đây, hồ tiêu từng được xem là một trong những cây trồng chủ lực góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương. Thậm chí nhiều người nhanh chóng trở thành tỷ phú nhờ cây hồ tiêu. Vụ thu hoạch hồ tiêu năm nay, giá nhân công thu hái với mức từ 200 đến 220.000 đồng trên một người một ngày. Theo tính toán của người dân, nếu cây hồ tiêu cho năng suất đạt 2 tấn trên 1 hecta sau khi trừ chi phí chăm sóc, thuê nhân công thu hoạch thì sẽ không có lãi. Không những vậy, khi bước vào vụ thu hoạch rộ, việc thuê mướn nhân công thu hái tiêu rất khó khăn bởi nhiều lao động tại chỗ ở địa phương đã đi làm ở các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi ở Ấn Độ giảm 154,15 rupee trên tạ, tương đương với mức giảm là 0,43% ở mức 35.708,35 rupee trên tạ. Giá tiêu Ấn Độ có phiên suy giảm sau chuỗi ngày tăng trưởng liên tiếp trong nửa tháng qua. Bên cạnh đó, tỷ giá đồng Việt Nam so với đồng rupee Ấn Độ từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 316,27 đồng. Thị trường hồ tiêu xuất khẩu trong tuần vừa qua cho thấy phản ứng trái chiều. Cụ thể, tiêu đen Ấn Độ được báo cáo tăng 2% lên mức trung bình là 4.822 USD trên tấn. Trong khi đó, tại Indonesia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu cũng thâm hụt 1%, lần lượt đạt ngưỡng là 2.955 USD trên tấn và 5.164 USD trên tấn. Tương tự như thị trường nội địa, giá tiêu đen và tiêu trắng của Malaysia không ghi nhận điều chỉnh mới so với tuần trước. Như vậy, theo dự đoán của các chuyên gia, giá hồ tiêu tiếp tục đi lên nhờ nguồn cung đang giảm mạnh, trong khi nhu cầu và xuất khẩu sẽ thuận lợi trong tuần tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.